Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ bé gái tố bị nhiều người giở trò đổi bại. Tài xế gây tai nạn làm nữ sinh ở Sơn La tử vong có nồng độ cồn tới 1,394mg trên lít khí thở. Vụ lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm, người nhà nữ quân nhân nói gì? Bé gái khóc khàn cổ trong thùng xốp, nghi bị bỏ rơi. Người phụ nữ đi giao trứng tá hỏa phát hiện tiền tỷ trong ô tô. Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ bé gái tố bị nhiều người giở trò đổi bại. Liên quan đến thông tin, người cô ở Cà Mau trình báo công an xã việc cháu gái sinh năm 2009 bị người đàn ông 37 tuổi giở trò đổi bại, nhưng sau đó phát hiện thêm nhiều nghi phạm là họ hàng của nạn nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước về vụ việc nói trên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước cập nhật kịp thời vụ việc, báo cáo tiến độ về Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua Sở Lao động Thương binh Xã hội chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ can thiệp cho trẻ em đúng quy định. Theo trình báo, ngày 18 tháng 2, đối tượng Lâm Trung Luân, 37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, chở cháu TTNI, sinh năm 2009, vào một nhà nghỉ trên địa bàn thực hiện hành vi. Tối cùng ngày, không thấy y về nên gia đình tìm kiếm và gọi về. Bị tra hỏi về việc đi chơi khuya, y đã khai ra việc bị Luân đưa vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Ngày 21 tháng 2, cô ruột của y là bà TCA đến công an của xã Tân Hưng Đông trình báo. Vụ việc sau đó được chuyển về công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra. Khai với cảnh sát, y cho biết mình quen biết với Luân vào khoảng tháng 10 năm 2023, có phát sinh tình cảm và nhiều lần bị Luân ép làm chuyện người lớn. Đồng thời, nạn nhân cũng trình báo trong thời gian sống tại nhà bà nội từ năm 2017 đến nay, cháu bị 6 người là họ hàng, trong đó có cả chồng là ông DCN và hai con trai của người cô ruột thực hiện hành vi mất nhân tính. Tại cơ quan công an, ông DCN và một người khác thừa nhận đã có hành vi. Hiện có 7 người liên quan đang bị cảnh sát tạm giữ hình sự để điều tra. Liên quan đến vụ nam tài xế Vũ Tiến Cảnh sinh năm 1981 gây tai nạn, khiến cho một nữ sinh ở Sơn La tử vong. Theo kết quả điều tra, nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng cho kết quả 1,394mg trên một lít khí thở. Cảnh sát cũng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng này để phục vụ cho công tác điều tra. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 tại km 23+300 quốc lộ 6B thuộc bản Trạ Lóng, xã Trường Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Lúc này, ô tô biển kiểm soát 26A10224 do Vũ Tiến Cảnh, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, điều khiển di chuyển theo hướng Quỳnh Nhai, Thuận Châu. Khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 26AA19381 do em Quảng Thị Thu Hát, sinh năm 2006, trú tại xã Trường Khoang, huyện Quỳnh Nhai, điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại. Qua báo cáo ban đầu, Cảnh điều khiển ô tô đi sai làn đường dẫn tới vụ tai nạn. Hậu quả em Hát bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe ô tô. Được biết, Hát là học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Quỳnh Nhai. Khi đang trên đường đến trường để tham gia hoạt động thể thao thì gặp tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an Quỳnh Nhai đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với Cảnh và cho kết quả 1,394mg trên một lít khí thở. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Vũ Tiến Cảnh khai nhận, trước đó, Cảnh đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu. Sau khi uống xong, Cảnh điều khiển xe ô tô quay trở về nhà ở huyện Thuận Châu. Khi di chuyển được khoảng 3 km thì gây ra vụ tai nạn thương tâm nêu trên. Căn cứ hành vi của đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Nhai đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tiến Cảnh và tiếp tục điều tra, xác minh theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 3, cơ quan công an thành phố Vinh, Nghệ An vẫn đang làm rõ vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản sau va chạm giao thông xảy ra ở nút giao ngã năm Lenin, Võ Nguyên Hiến, vòng xuyến Lenin, thành phố Vinh, sáng ngày 13 tháng 3. Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Airblade bị kiểm soát 37N9-6899 đi vào vòng xuyến Lenin, bất ngờ va chạm giao thông với ô tô Toyota Vios. Vụ việc khiến cho người đi xe máy ngã xuống đường. Sau khi bị ngã, nam thanh niên hùng hổ cởi mũ bảo hiểm, đập vỡ cửa kính ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái ô tô. Theo diễn biến sự việc trong video clip được camera hành trình của một ô tô đi gần đó ghi lại, mức độ va chạm giao thông rất nhẹ, nhưng người thanh niên ngay lập tức nổi nóng. Hành động thể hiện sự hủy hoại tài sản, xâm phạm thân thể người khác.
Được biết, người lái xe máy biển kiểm soát 37N96899 tên Bình, sinh năm 1984, trú thành phố Vinh, Nghệ An, đang công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An. Liên quan đến việc anh DH, chồng của nữ quân nhân lái ô tô bị nam thanh niên tấn công cho biết, sự việc không đâu bất ngờ xảy ra, khiến cho gia đình rất mệt mỏi. Hôm qua, phía người nhà lái xe máy đã đến xin lỗi. Gia đình chúng tôi thì cũng không muốn làm lớn chuyện. Tuy nhiên, hiện phương tiện đang bị công an tạm giữ và chưa rõ hướng xử lý như thế nào. Theo anh DH, vào buổi sáng xảy ra sự việc, vợ của anh là chị Trần Thị TH, sinh năm 1989, đang công tác ở một đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn, trên đường đi làm. Khi đi đến nút giao vòng xuyến Lenin thì xảy ra sự việc. Anh DH nói, may là cậu ta tháo mũ bảo hiểm đập vỡ kính, kính xe không văng vào mặt vợ tôi. Sau đó, khi họ ném mũ vào xe, cũng may mắn không trúng người. Sự việc khiến vợ tôi hoảng loạn. Nhiều người xem clip đã bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm người lái xe máy để răn đe. Thưa quý vị, trước đó vào tối ngày 13 tháng 3, người dân sinh sống tại khu vực cây xăng gần Đền Cuông, xã Diên An đã bất ngờ phát hiện một cháu bé nghi bị bỏ rơi. Thời điểm phát hiện thì bé được đặt trong một thùng xốp, khóc nhiều vì hoảng sợ. Người dân địa phương đã đưa cháu bé về chăm sóc, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Ngày 14 tháng 3, thông tin từ đại diện chính quyền của xã Diên An, huyện Diên Châu, Nghệ An, ngành chức năng vừa phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé nghi bị bỏ rơi trên địa bàn. Công an xã Diên An nhận được tin báo đã có mặt đưa cháu bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra cho thấy đây là bé gái. Bên cạnh thùng xốp có túi bóng đựng hai hộp sữa và một ít đồ, quần áo trẻ sơ sinh. Bé gái bụ bẫm, dễ thương nhưng do xung quanh nhiều người lạ nên cháu khóc rất nhiều. Thông tin được đưa lên mạng xã hội Facebook và nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Nhiều người lên án hành động bỏ rơi cháu bé của người thân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phán đoán là người mẹ trong trường hợp này chắc chắn có lý do đặc biệt buộc phải bỏ con. Người này đã chọn khu vực đông người qua lại, mong có người nhặt và nuôi dưỡng bé gái. Tuy nhiên, nhận định chung của cộng đồng là hành động của người mẹ không thể chấp nhận được. Khó khăn gì thì đều có cách giải quyết, hoặc có thể nhờ sự giúp đỡ của gia đình hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội. Chính quyền xã Diên An cho hay, cháu bé hiện đang được giao cho một hộ dân trên gia đình địa bàn chăm sóc, chờ người thân đến nhận. Trong trường hợp không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Có thông tin cho rằng, thời điểm đó, có một xe khách lưu thông theo hướng Bắc Nam ghé vào cây xăng. Khi xe khách rời đi, người dân phát hiện cháu bé trong thùng xốp. Rất mong cháu bé sẽ nghĩ lại mà đến nhận cháu về. Cháu bé còn quá nhỏ và vẫn cần sự chăm sóc của người mẹ. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác. Mới đây tại Hà Nội đã xảy ra một sự việc khá là hy hữu. Một người phụ nữ bán trứng sau khi rời mắt khỏi chiếc xe ô tô của mình chỉ vài phút, khi quay lại đã phát hiện một túi ni lông đựng đầy tiền polymer. Sự việc khiến cho người phụ nữ vừa hoang mang lại vừa lo sợ, ngay lập tức phải cầu cứu mọi người cũng như là cơ quan chức năng. Ngày 14 tháng 3, đại diện Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn trong việc bán đất đai. Con trai cầm tiền bán đất mang ra để vào xe ô tô của người phụ nữ bán trứng. Theo đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin người phụ nữ đi giao trứng ở chợ. Khi quay lại xe ô tô thì bất ngờ phát hiện trong xe có một bọc tiền nên báo cho công an. Hình ảnh đi kèm là một túi tiền bên cạnh những khay trứng đựng trong ô tô. Sự việc diễn ra tại chợ Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cụ thể, Facebook này chia sẻ, cô bán trứng gà đỗ xe ven đường vào chợ giao trứng. Lúc ra xe thì hoảng hồn khi phát hiện trong xe giao trứng có nguyên một bọc toàn tiền. Cô chỉ kịp hô lên khiến cho cả chợ bỗng nhốn nháo. Được biết ngay sau đó cô đã báo công an truy tìm người này. Số tiền đếm nhanh tại chỗ là 2 tỷ chẵn. Clip và thông tin sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt tích, hàng trăm lượt bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tò mò về nguồn gốc số tiền. Theo lãnh đạo xã Tam Đồng, ngay sau đó công an đã vào cuộc xác minh. Kết quả kiểm tra, lực lượng đã thống kê được túi tiền ở trên ô tô là vào khoảng 1,2 tỷ đồng, chứ không phải là 2 tỷ như trên mạng xã hội chia sẻ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã thông báo tìm chủ nhân của số tiền trên. Lãnh đạo của xã Tam Đồng cho hay, công an đã xác định được số tiền là của một hộ dân trên địa bàn xã. Công an xác định hai bố con, người con trai tên là N, người bố tên là S, đã bán được đất với số tiền là 1,2 tỷ đồng. Nhưng sau đó, bố con ông S không hiểu vì sao xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc là anh N đã mang số tiền kia đi ra để vào xe ô tô của người phụ nữ. Và vị này cũng phủ nhận thông tin trộm cắp rồi ném tiền vào ô tô như trên mạng xã hội chia sẻ. Trước sự việc nêu trên, không ít người bày tỏ sự khâm phục trước sự thật thà của người phụ nữ. Dù là số tiền có giá trị lớn và nằm trên xe của mình, thật may cho chủ nhân của số tiền trên là đã gặp được một người không tham lam, nếu không thì không biết số tiền kia sẽ đi về đâu.
Thưa quý vị, những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao một clip quay lại cảnh một nam thanh niên mặc áo khoác của một đơn vị giao nhận hàng đang thả một túi hàng từ trên cao xuống sàn container nhiều lần. Sau đó, người này tiếp tục quăng túi hàng đó từ trên cao xuống xe đẩy phía dưới đất nhưng không rõ nguyên nhân. Rất nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi nói trên. Nhưng mà sự thật thì lại khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Một số người không hiểu rằng tại sao người này lại có hành động như trên clip, nhưng khẳng định chiếc áo mà nam thanh niên đang khoác chính là của một đơn vị vận chuyển Viettel Post. Cùng với đó, họ cũng đã đính kèm một tài khoản Facebook của đơn vị này vào bài viết để đợi lên tiếng. Được biết, clip trên là được một người dùng đăng tải vào 4 ngày trước, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Có người đã bình luận, nếu cảm thấy cực hay bức xúc hóa thì viết đơn xin nghỉ việc, đừng làm vậy mà tội người bán lẫn người mua. Một số bạn trẻ khác thì cũng bức xúc không kém, làm vậy sau hàng tới tay là bị vỡ cái chắc. Trước sự việc trên, bà Phạm Thu Hường, trưởng phòng marketing và truyền thông của công ty cổ phần bưu chính Viettel, Viettel Post, xác nhận nam thanh niên mặc áo khoác đang thả kiện hàm trong clip chính là nhân viên đơn vị. Tuy nhiên, vật mà người này thả chỉ là một tấm bạt. Bà Hường cho biết, theo quy định của Viettel Post, hàng hóa gửi qua đơn vị phải được đóng gói theo tiêu chuẩn, gồm đóng thùng các tông hoặc là dùng bao bì nhận diện của khách hàng gửi. Thùng tốt để chứa hàng có giá trị cao, tất cả phải có dán mác và CN. Bà Hương thông tin, chúng tôi đã làm việc với nam nhân viên trong clip để làm rõ nguyên nhân, trích xuất camera để xác nhận đó chỉ là một tấm bạt. Hóa ra đó chỉ là trò đùa của người nhân viên kia, thế nhưng là cũng có không ít người tỏ ra quan ngại cho rằng hành động tưởng chừng như vô hại này sẽ làm ảnh hưởng đến công ty vì sẽ có những người chỉ xem qua đoạn clip mà đánh giá không tốt về thái độ làm việc của Viettel Post. Đồng thời, dù món hàng đó là gì thì người nhân viên cũng cần có sự tôn trọng. Đây là hình ảnh một vụ tai nạn giao thông tại ngã ba khu vực Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội, được lan truyền trên mạng xã hội trong sáng ngày 12 tháng 3 vừa qua. Theo như bài viết chia sẻ, sau khi va chạm với xe ba gác, nạn nhân đã ngã đập đầu xuống đường và bị mảnh vỡ của mũ bảo hiểm cắt vào đầu làm bị thương. Có thể thấy, việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng. Thực ra bây giờ thì cái dân mình đội mũ để kém chất lượng cho nó tiện thì rất là phổ biến. Thế nhưng mà khi tham gia giao thông thì theo như cá nhân mình thì mình cảm thấy là nó không được an toàn lắm. Cái mũ rẻ anh sử dụng được độ khoảng nửa tháng, một tháng hoặc vài ba tháng anh vứt đi. Thế nhưng mà anh mua cái mũ 700-800 nghìn anh có thể sử dụng hàng vài năm, tính ra thì nó lại không phải là đắt. Đúng không? Mà nó bảo tính mạng cho mình. Hiện nay, dọc các tuyến phố ở Hà Nội không khó để bắt gặp những cửa hàng bày bán mũ bảo hiểm kém chất lượng. Tuy nhiên, biết là không đảm bảo, nhưng nhiều người dân vẫn sử dụng nó vì tiện, còn người bán vẫn bán vì lợi nhuận. Loại này bao nhiêu ạ? Loại rẻ nhất 30 kia. 30 ạ? Ừ, cái kẻ đen trắng ấy. Cái này có sợ giao thông không ạ? Không. Hà Nội này thì không. Hà Nội này á, cháu cứ nhìn nó đầy người đội đấy. Thế các bác mà nếu không đội được thì các bác dám bày đây à? Kẻ đen trắng như là 200 nghìn. 25 nghìn. Toàn bán lên quanh với cái loại này mà. Đất thì không ai mua. Này chỉ sợ thì đi hai bữa va chạm thì vỡ mất thì vẫn cả được. Không phải rơi đâu, chả vỡ. Ba thanh niên sản phẩm này nhẹ. Dù những chiếc mũ bảo hiểm này không có nhãn mác, mỏng dính, ọp ẹp, tuy nhiên, một bộ phận người tiêu dùng vẫn mua và sử dụng loại mũ này nhằm mục đích đối phó hay đơn giản chỉ vì vài lý do như tiện và giá thành rẻ. Tại vì đội nó nhẹ đầu, với cả mất nó đỡ bị tiếc hơn so với người khác. Em thấy nhiều người người ta đội với cả nó thời trang thì em đội thôi. Nhưng mũ này thì chắc chắn là về nói về vấn đề an toàn và về chắc chắn thì chắc chắn nó không có, thì nó rất chi là mỏng và nó không có cái miếng đệm để trên đầu. Nhưng mà được cái nó nhẹ thôi. Theo các chuyên gia, việc mũ bảo hiểm giả kém chất lượng vẫn tràn lan trên thị trường do công tác quản lý xử lý của cơ quan chức năng vẫn chưa được chặt chẽ. Các đơn vị chức năng cần phối hợp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán mũ bảo hiểm kém chất lượng, bảo đảm siết chặt ngay từ khâu quản lý để thị trường mũ bảo hiểm được thanh lọc, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Ngày 13 tháng 3, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City đã thông báo ca phẫu thuật cho bệnh nhi được thực hiện thành công bằng nội soi toàn bộ. Tháng 1 năm 2024, bé HA được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh kết hợp nhiều tổn thương, bao gồm một lỗ thông liên nhĩ lớn và toàn bộ các tĩnh mạch của phổi bên phải đổ không đúng chỗ. Theo tiến sĩ bác sĩ Đặng Quang Huy, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City cho biết, với những bất thường của bệnh nhi, nếu không được phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là phổi, gây suy tim. Các bác sĩ đã chọn phương thức phẫu thuật nội soi toàn bộ nhằm mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, phẫu thuật nội soi toàn bộ ở trẻ nhỏ vẫn luôn là thách thức với các phẫu thuật viên.
Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đã thành công, bệnh nhi được va lỗ thông liên nhĩ, chuyển tĩnh mạch phổi lạc về đúng buồng tim sinh lý. Sau một tuần phẫu thuật, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã hồi phục và sẽ được xuất viện vào ngày 14 tháng 3. Tại đường Hàm Nghi, Lê Duẩn, Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán hay để xe đã diễn ra từ nhiều năm nay. Dù là trên vỉa hè nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ, nhưng xe cộ, bàn ghế vẫn được các tiểu thương vô tư bày bán. Người dân, du khách phải lách người qua những hàng quán xe máy mới có chỗ đi bộ. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương hoàn thành việc tuyên truyền, thực hiện cải vạch phần vỉa hè sử dụng tạm thời và phần sử dụng để làm lối đi cho người đi bộ trên vỉa hè tại các tuyến đường trong quý mộc này. Trên vỉa hè, lòng đường không được phép đặt để các chậu cây xanh, tượng trang trí hoặc là đặt để lắp đặt các biển hiệu, pano, bảng quảng cáo di động. Người dân cũng tỏ ra vui mừng khi tại một số đoạn đường ở trung tâm thành phố đã cải vạch phần vỉa hè. Từ đó người đi bộ có lối đi, trật tự giao thông cũng được đảm bảo. Rất là đòi hỏi. Hai bên để xe giữa là người đi bộ rất là thuận tiện cho công ăn việc làm và cho những người đi bộ rất là thông suốt. Ngoài ra, những người kinh doanh trên vỉa hè nhiều năm nay cũng sẵn sàng tìm cách khác để buôn bán và trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Chị cũng mong muốn để cho mình có chỗ mình buôn bán làm vô mình ra. Đi ví dụ đó, cô uống nước mía gì bỏ đi để cô vẫn đi. Chứ có người thì ở ngồi. Từ đầu tháng 4, lực lượng chức năng sẽ tổ chức đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè. Theo thông tin mới nhất, công ty đấu giá danh Việt Nam VPA đã ban hành quy chế đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ 3. Trong đó, VPA quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, thủ tục chuẩn bị, tổ chức đấu giá và nguyên tắc đấu giá. Trong đó, một số điểm về thời gian lựa chọn và thời gian đăng ký tham gia đấu giá mà người chơi cần lưu ý như: công ty đấu giá danh VPA sẽ thông báo trước thời gian đấu giá, cụ thể đối với từng biển số xe trước ít nhất 5 ngày khi danh sách được công bố. Đây là danh sách biển số đã được khách hàng tham gia lựa chọn. Trong khoảng thời gian có thông báo đấu giá cụ thể, khách hàng tiếp tục được lựa chọn đăng ký và thanh toán tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho tới trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày. Trong đó, tiền đặt trước là 40 triệu đồng, tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá sẽ được thông báo trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Chi tiết theo danh sách sẽ được chia thành từng đợt, theo thông báo và niêm yết trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản đấu giá và trả giá. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!